có xóa tuyết đây. Bây giờ tôi sẽ mở hộp và chia tay nhanh cho anh em một cây súng AK của RCT. RCT nổi tiếng với những cây súng AK rồi. Đấy. Đây là cây AKS-74. Tên mã sản phẩm của nó là CKS-74. Hộp LCT thì mình nhưng mà hộp nhiều rồi. Đây là sách hướng dẫn sử dụng này. Kiếm luôn cái catalog. Và bây giờ là CT họ mới ra con AK-16 cũng khá là ghê. Các hãng khác thì họ làm hộp xốp, còn LCT thì họ sẽ làm một cái nhựa này. Nguyên hình cái súng. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái mắc đạn chứa 130 viên. Đây là mắc mìn cảm. Mìn cảm 130 viên. Bản AK-74S. AK-74S thì là cái bản gấp của nó như này. Các bạn thấy không? Tất cả những bản mà có chữ S thì đều là gấp hết. Đấy, AK-74-0 ấy thì nó là cái bản gỗ. 74S thì nó là bản gấp sắt. SU thì cái này lại ngắn lại, dòng U sẽ ngắn hơn. Đấy, vậy thôi. Bỏ qua thứ linh tinh để tập trung vào cái súng. Rồi, đây là cây AKS-74 của chúng ta. Với cái đầu nòng đặc trưng của dòng 74. Đấy, nó như thế này. Mình thì mình khoái cái đầu nòng kiểu này. Trước thì mình rất thích cái này. Và giờ, bây giờ dòng U thì cũng loe ra, nhìn nó khá là buồn cười. Đấy, các bạn thấy cái flash header của dòng 74 hay không? Nhưng mà cái đoạn này nhá, đoạn này nó vẫn là lệch nhá, chứ nó không phải là thẳng đâu. Đấy, nó sẽ vẫn bị lệch một tí so với đường tâm. Dòng AK là vậy, kiểu gì nó có cái gì đó lệch lệch. Một cái que thông nòng. Thực ra thì các bạn không nên mà cũng không dùng cái nên que thông nòng này. Nó sẽ khiến cho cái inner của bạn bị xước. Đấy. Gỗ. Gỗ của những dòng LCT hoặc là NL làm thì đẹp rồi, chất rồi. Gỗ thật. Họ sơn mà họ làm vân gỗ nhìn rất là thích. Thép của dòng LCT thì mình đánh giá cao hơn là NL. NL thì nó là thép thép cuốn của hãng, của giống như kiểu súng thật đấy. Nhưng mà bù lại thì nó cái lớp sơn của nó dễ dỉ lắm. Nó bị chảy nước vàng ấy. Đấy, thế nên là nhưng mà dòng LCT thì lại khác. LCT thì cái nước sơn của nó rất là bền. Và cái chất thép của nó không bị dỉ kiểu lạt vặt thôi. Mình chơi con AK-12 tầm hơn 1 năm mà mình thấy nó vẫn thế này. Chỉ bẩn thôi chứ nó không bị han. Tại vì là CT họ hướng đến phân khúc cao cấp rồi. Muốn mở cái bán này các bạn mình ấy chốt này ra. Nó có cái chốt này. Chốt này thế giữ cái bán. Mình thì mình khá là thích dòng AK, tất cả các loại AK. Hiện đại hay là cổ điển hay là tactical hay là vịt pha ngan xăng pha nhớt là đều mình thích hết. Nó mỗi cái có cái hay riêng. Những cái bán của dòng AK này dù các bạn nhìn nó mỏng manh hay là nó to sụ thì nó cũng đều rất chắc chắn. Mình khẳng định các bạn như vậy. Chắc chắn lắm. Đã mở ra là cứng. Chúng ta có cái móc treo ở đây này. Đây chúng ta có một cái ngàm để các bạn mua một cái mouse scope gắn vào đây. Thì các bạn có thể nắp thêm scope ống ngắm. Các bạn muốn gấp thì các bạn ấn chốt này. Đấy, tất cả các dòng U đều vậy. À không, tất cả các dòng S ấy, đều ấn vào cái chốt này để gấp. Đấy, các bạn nền rất là sát, rất là zit. Tại vì nó phải chắc chắn như này thì các bạn khi mở ra đóng vào nó mới chắc chắn được. Mình khỏi phải nói về cái chuyện thép rồi. Tại vì gần như là CT hay NL nguyên cái vỏ là thép hết này. Thép, tất cả là thép hết. Khỏi phải thử. Tại vì mình đã thử rất nhiều cây rồi. Cái grip này làm bằng nhựa. Cầm bóng rất đẹp. Nhìn này các bạn thấy không? Chắc.
mình khoái AK vì khi mình chơi AK mình rất là tự tin, mình chạy mình văng mình vứt lung tung hay sao đó, nó cũng không ảnh hưởng đến súng nhiều. Trước chút thì trông lại càng ngầu. Có một điều hay để nhận biết nhá, đó là những cái dòng Enel ấy thì cái chữ số này họ làm trông rất là kiểu như rất là thủ công ấy, nó cứ không được đẹp như dòng LCT. Dòng CT thì những cái số nhìn tinh xảo hơn, hay các cái chi tiết đều tinh xảo hơn. Thì nó cũng theo hai cái hướng của hai nhà sản xuất, không phải là họ không làm được tinh xảo mà họ cố tình làm như vậy. Bởi vì dòng Enel thì họ muốn có cái gì đó rất là sát thực tế nhất, có nghĩa là cái họ giống họ nghĩ rằng cái thời gian trước ấy, thì cái công nghệ họ làm súng nó sẽ không được xịn sò, thế nên là những cái chi tiết nó sẽ phải trông nó thô thô một tí nó giống thật. Đấy. Còn LCT thì họ lại muốn sản phẩm của họ phải có sự trau chuốt nhất. Đấy. Con này thì nó qua thông số kỹ thuật của cây LCK S74 một chút. Nó trọng lượng của nhà sản xuất công bố là 3,5 kg. Chiều dài là 705 mm khi gấp bán này này. Đấy. Còn khi mà mở bán ra thì là 950. 950 là rất là dài ấy. Độ FPS rơi tầm 400-120 và băng đạn chứa 130 viên, mình đã kể rồi. Đấy. Có một điều mình muốn chia sẻ với anh em là tuy thông số kỹ thuật họ ghi là 3,5 kg thôi, nhưng mình nghĩ cân lên nó sẽ phải hơn một chút nữa. Và đặc biệt là cái thiết kế của những cây AK ấy, thiết kế những cây AK ấy, thì nó sẽ tạo ra một cảm giác rất là mỏi khi cầm, tại vì chiều dài nó dài cầm ấy. Và cái thân của nó rất là khủng khiếp này, cái thân riêng AK rất là nặng. Thế này các bạn mà chơi đi cũng cùng một kích thước, nhưng mà khi cầm con AK sẽ tạo độ mỏi nhanh hơn. Thì các bạn chơi các bạn phải 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 tập cầm AK. Súng thì có ba chế độ này, xếp lên như thế này. Đây là ở giữa thì là full auto nhé, dưới mới là semi. Đấy. Hộp bắp chỉnh ở đây. Hộp bắp của dòng AK thì nó là hộp dọc, các bạn cứ kéo kéo kéo. Đấy. Pin thì các bạn lắp trong cái upper, tháo upper và lắp trong thân máy. Trong thân súng, pin của AK thì dùng loại pin Nipo 12C, 12C3 11V, nó rất là nó nhỏ, nó dài. Nút tận vào trong đây, dài kéo tận đây. Trong CT này thì nòng máy rất là ngon, các bạn muốn độ lên chút FPS thì cũng khá là đơn giản. Chúng ta đôi lúc chỉ cần thay nòng so là ok rồi. Còn cái băng đạn thì có người khen người chê, nhưng mà Airsoft mà họ sẽ làm sao cho nó sát thực tế nhất, vì thực tế AK của Nga họ sử dụng cái mác này mà. Đấy. 120 viên bằng nhựa. Nếu anh em ọp thì phải mua thêm cái mác hai cạp nữa, chứ mác min cạp này 130 viên thì chắc không đủ chơi đâu. Đấy. Các bạn thấy không, lưỡi gỗ rất là đẹp, chất thép chất ok. Rồi, đó là những gì mình muốn chia sẻ cho anh em về cây AKS74 của LCT sản xuất với cái mã là LCK S74. Một cây súng AG AK ở phân khúc cao cấp. Rồi, cảm ơn em đã xem clip, chào anh em.